Năm con giáp bẩm sinh đã được Bồ Tát và thần linh phù hộ, cả đời sống sung sướng hơn người. Những con giáp này dù làm công việc lương không cao nhưng lúc nào cũng sống vui vẻ, sung sướng và được Bồ Tát phù hộ. Một là cô nàng tuổi Mão. Ai cũng biết bản tính người tuổi Mão rất lương thiện, ôn hòa, thật tâm, thật lòng đối với các người khác. Họ làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ cho mọi người xung quanh, là một người tâm địa tốt lành, bởi thế nên có rất nhiều mối nhân duyên, bạn bè trong xã hội rất tốt. Họ luôn được quý nhân trợ giúp trong những công việc, hơn nữa lại được Đức Bồ Tát phù hộ, nên người tuổi Mão có sức khỏe dồi dào, ít bệnh tật, mọi việc luôn thuận buồm xuôi gió và được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý. Hai, cô nàng tuổi Tỵ. Rắn là một loài thể hiện cho sự huyền bí nhất trong số 12 con giáp. Lịch sử thế giới cũng ghi nhận rắn như một biểu tượng của một thần bí xuất hiện bên cạnh các vị vua chúa và thần linh. Người tuổi Rắn bẩm sinh đã phú quý, trí óc và trí tuệ thông minh và tài năng xuất chúng. Không chỉ vậy, người cầm tinh con giáp này có khả năng khai thác và dùng người rất tài tình, bởi thế luôn thu phục được mọi người chung quanh và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Chính vì thế cuộc đời của con giáp này được thần linh phù hộ, làm ăn rất khá và thuận lợi. Cảm giác như đây là một con giáp được thần linh phù hộ, lúc nào cũng có các vị thần kề bên để giúp đỡ và trợ lực. 3. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi bẩm sinh là người lương thiện, tốt bụng, hơn nữa lại rất nhiệt tình, lịch sự. Họ rất có trách nhiệm với gia đình, là mẫu người tốt điển hình. Người tuổi Mùi được Đức Bồ Tát phù hộ, người thân giúp đỡ nên luôn gặp may mắn trong sự nghiệp. Ngoài ra vì được thần tài soi chiếu nên cả đời họ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, cả đời sống trong cảnh sung túc giàu sang. 4. Là tuổi Hợi. Mệnh chủ Hợi có ngũ hành mệnh cách thuộc thủy, là thủy lại chủ tài lộc, nên cuộc sống vật chất của con giáp này thường khá viên mãn. Thêm nữa, những người tuổi Hợi thường có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Như được thần linh bảo vệ, công việc và sự nghiệp của người tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát và được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. 5. Là người tuổi Dần. Hổ là chúa sơn lâm, mang trong mình uy phong lừng lẫy khắp thiên hạ, thêm phần cá tính nhiệt tình không kém phần chân thành và hiệp nghĩa. Họ luôn biết cách làm chủ chính mình và cuộc sống, chèo lái con thuyền cuộc đời bay cao bay xa trong sự ngưỡng mộ của hàng triệu trái tim. Tuổi trẻ tài cao, không ngại gian khổ, tuổi Dần đã tích lũy cho mình được vốn sống, vốn kinh nghiệm phong phú. Tuy tiền bạc không tiết kiệm được nhiều nhưng đổi lại các mối quan hệ xã hội, ngoại giao mang tới sự thuận lợi, thành công cho cuộc sống và con đường làm giàu của họ. Trong sự nghiệp, tuổi Hổ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ. Khi bước vào tuổi trung niên, cơ hội đột phá về tài chính tăng mạnh, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình và còn giúp đỡ người thân, bạn bè và cả những người không quen biết có hoàn cảnh khó khăn. Trên đây là những luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của thế giới Kiến Thức tử vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ thế giới Kiến Thức tử vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau.
chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.